Xin chào các bạn, hôm nay Tuy-un vừa giải cứu được bốn bé rái cá lông mượt rất dễ thương. Vì đối với rái cá baby chưa mở mắt thế này, không thể phóng sanh trả về thiên nhiên mà phải cần người chăm sóc, nên Tuy-un quyết định tặng lại cho những bạn có điều kiện sống với thiên nhiên cùng rái cá. Cũng xin nhắc lại, lần cuối Tuy-un chỉ mua rái cá chứ không bán rái cá. Nếu bạn không được nhận chăm sóc các bé rái cá này cũng đừng buồn, chỉ cần nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Tuy-un là có thể thấy được tình hình phát triển của các bé rái cá mà Tuy-un đã gửi gắm cho những nơi có điều kiện chăm sóc, là các bạn cũng còn cơ hội chăm sóc rái cá trong tương lai. Vậy nha.